Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tụi mình có nhiều đồ chơi mới nè. Đúng rồi đó. Nói chung là giấy con nít tụi mình á, thì lúc nào bong bóng cũng có nhiều số quý rũ hết trơn. Đúng rồi. Nên là hôm nay về và anh đã dành hết tiền trong heo đất để mua bong bóng. Nhưng đây là quà bong bóng đặc biệt nha. Trước giờ các bạn từng thấy bong bóng này chưa? Chưa. Đó, anh đã thổi được, anh đã thổi thử đi. Anh đã thổi thử đi. Anh đã sẽ không thổi được đâu. Bởi vì đây là một quả bong bóng đặc biệt, không dành để mình thổi đâu các bạn. Giống như một bông hoa đỡ ra. Hết hồn. Mấy bạn dễ thương đúng không? Thì đây là một quả bong bóng nước. Có nghĩa là mình phải bỏ cái giò vô, xong mình bơm nước vô trong đây thì những bạn bong bóng này mới nở ra. Bây giờ các bạn vẫn chưa hiểu đúng không? Mình sẽ bơm thử với bạn coi. Và để bong bóng đây ở cái bể bơi này luôn. Đây là cây giò nước. Bây giờ em sẽ gắn vô. Trời ơi, có màu sắc nè. Bong bóng đã nở ra rồi nè. Dễ thương quá à. Và khi nào bạn đã đủ chín thì bạn sẽ tự rụng đó các bạn. Không cần phải bứt bạn ra đâu. Và ở đây có cái cọng hông này nè. Thì khi nào mà mấy bạn chín thì bạn tự rụng ra. Hay lắm á. Trái cây ơi, chín đi. Rụng rồi nè. Rộng đi. Rộng đi. Còn bạn này nữa thôi. Rộng đi. Còn mấy bạn này thì mấy bạn còn xanh quá nên các bạn chưa có rụng. Ý, để coi là cái chùm bong bóng của anh đã có nhiều bạn rụng không. Wow. Bạn đang nở ra kìa. Trời ơi, bạn nở ra xong rồi các bạn rụng xuống như là mình trồng cái cây xong rồi cái cây chín không rụng nha các bạn. Wow. À, cái bạn màu tím này nè các bạn, các bạn. Bạn này là bạn lớn nhanh nhất. Đúng như vậy. Để coi chừng nào bán rụng. Bán rụng nè. Mà bán không rụng, bán chưa chín nên là bán không có rụng. Khi nào bán chín thì bán mới rụng đó mọi người. Rụng đi, bong bóc, rụng đi, bong bóc. Ôi, em màu tím rụng rồi. Bạn màu tím rụng là do em vàng phá. Đúng rồi đó. Bong bóng rồi. Bây giờ mình đã bỏ nhiều bong bóng ở trong bể bơi. Nhưng mà điều quan trọng cần tìm bây giờ không phải là bong bóng đó, anh là cái gì? À, chắc là tìm hamburger đúng không? Trời ơi, ai có hamburger ở trong bể bơi? Ủa chứ tìm cái gì? Chúng ta sẽ tìm tram. Tram hả? Ồ đúng rồi. Bây giờ có rất nhiều tram đang được đặt ở dưới bể bơi này rồi. Nhưng mà tram á thì nó chìm nó xuống phía bên dưới á, nên bọn mình thích mò thì mới có thể tìm được cham. Ủa mà bây giờ cham nhỏ xíu mà cái bể bơi thì bự thù lù thì sao mà tìm thấy? Thì bởi vậy nên nó mới khó, ai mà tìm nhiều hơn thì người đó thắng thôi. Vàng rất là tự tin với trò chơi này. Ê, để bây giờ anh đỏ phải thắng em vàng mới được, tức vàng. Quá quyết định là vàng chơi 100% sức lực với anh đỏ luôn. Các bạn tim vàng ơi, vô cho vàng đi. Em vàng cố lên. Em anh vàng đỏ cố lên. Anh đỏ. Ai vậy bây giờ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Đúng rồi. Anh đã mở nhà trang chưa vậy? Chưa. Nhà trang nhỏ quá à. Ủa, đó là một bạn trang
Đúng rồi đó, anh ở đây không biết anh ở được bao nhiêu cái rồi. Được mấy chục cái rồi. Mấy chục lắm hả? Đúng rồi đó. Quá không được cộng điểm đâu, Liêu. Anh ở nhà hết trơn rồi hay sao? Quá trời luôn nè. Nhiều lắm. Ủa đâu hết rồi ta? Đúng rồi. Anh lỡ kiếm nãy giờ luôn cũng hết trơn. Trời anh đâu? Trời ơi, bằng kia có một bạn trang kìa. À vậy mà mình màu hoài không thấy. Đằng kia cũng có một bạn nữa. Trời mấy ơi, bạn luôn. Ở đằng kia cũng có luôn kìa. Vậy mà nãy giờ em vàng mà em vàng tưởng là không còn một bạn trang nào trên đời này luôn á. Ờ hey, các bạn ơi, như vậy là nãy giờ thì em vàng và anh đảo đã mò cho em ở trong đây. Ủa bạn ơi, bạn mò gì một khoảng thời gian mà không được cái trang nè. Thôi nể tình anh em tặng cho hai cái bong bóng không có điểm nè. Không thích gì hết trơn. Trời bạn ơi, bạn phát hiện ra anh đỏ có một cái jam cực kỳ dễ thương luôn. Không, cái này em vẫn tính điểm cho anh, em chỉ khoe các bạn thôi. Anh đỏ 100kg mò được một cái jam nhỏ xíu như vậy nè mọi người. Có khi nào cái này là một cục gom hay là một cái gì rớt ở trong đây mà không phải là cái jam đó các bạn? Chứ cái jam nào mà nhỏ xíu như vậy. Mẹ cái bài đó. Trời sao anh đã mập như vậy mà anh đã có thể mò cái jam nhỏ như vậy hả mọi người? Thật là kỳ, kỳ diệu. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đếm những cái jam mà anh đã mò được nha. Mỗi cái jam nhỏ này là anh đã sẽ tính 5 điểm tại vì khó. Ok, anh có thể tính 5 điểm. Thì cái này cũng 5 luôn, cái này cũng 5 luôn. À thôi vậy vậy thôi. Anh đã đếm đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hết. 9 cái. Bây giờ vàng sẽ đếm jam của vàng. Đếm những cái jam bự trước. 1 vàng 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 1
Tuy là em vàng hôm nay đã chiến thắng, nhưng mà em vàng rất là thương anh đỏ, nên là thôi với sự dễ thương của em vàng, em quyết định sẽ chia cho anh đỏ một nửa phần thưởng mà em nhận được. Ok. Bây giờ hãy xem phần thưởng của mình là gì. Phần thưởng ơi. Wow. Đó là hai bộ đồ chơi. Đúng rồi. Bộ đồ chơi này đúng hợp với anh đỏ luôn nè, có hình anh đỏ nè. Không phải, này là hình sư tử mà. Nhưng anh đỏ giữ giống như sư tử vậy. Còn đây là bộ đồ chơi bom nổ chậm. Em thấy bộ đồ chơi này lâu lắm rồi á. À. Cuối cùng thì em cũng được rồi. Nói chung là ngày hôm nay thì chàng đã được một bộ đồ chơi mà dạng mơ ước. Anh đỏ cũng vậy đúng không? Đúng rồi đó. Anh đỏ mai mất em rửa anh đỏ chơi mà cha em nên đỏ chơi với em nữa không vậy? À, anh đỏ sẽ suy nghĩ lại, nếu mà vàng anh đỏ thua mà vàng vẫn chia đồ chơi thì anh đỏ sẽ chơi. Trời, anh đỏ khôn quá đi, khôn như anh ấy quen đài. Bây giờ các bạn ơi, khi nào mà mình đánh mình sẽ review bộ đồ chơi này cho các bạn cùng xem. Mà đã từng chơi cho một bể đồ chơi, một bể bơi như vậy á, thì các bạn nhớ comment ở bên dưới cho vàng biết nha. Vàng biết là có rất nhiều bạn có bể bơi mini ở nhà. Mà mùa hè thì nắng nóng, tụi mình chơi ở bể bơi là hợp lý nhất luôn rồi. Đúng rồi đó. Các bạn ơi, còn nếu như mà bạn nào á mà
thích những bộ đồ chơi như vậy thì nhớ là comment ở bên dưới. Bạn sẽ càng ngày càng làm nhiều thử thách và giới thiệu nhiều bộ đồ chơi hơn nữa cho các bạn nha. Còn bây giờ thì đã đến lúc nói chào tạm biệt và hẹn gặp lại.